Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục Minh Nhật Audio lên sóng cho anh em và bác rất là nhiều cái mẫu loa siêu chép, những cái loa để anh em và các bác bổ sung vào những cái bộ dàn của anh em và các bác đang bị thiếu chép, hoặc là không lên được giải chép, hoặc là đánh nó không được sáng tiếng. Anh em hát cảm thấy nó bị tối tiếng, hoặc là anh em và các bác nghe nhạc cảm thấy nó bị không lên, không có chép chẳng hạn. Đấy, không có tí tách này, tơi nhuyễn này, leng keng này, là cái độ đấy là những cái loa mà nó theo thời gian là nó đã bị yếu chép hết rồi đấy anh em. Thì hôm nay thì em cũng muốn lên sóng cho anh em bác một vài cái mẫu loa chép tới từ ba thương hiệu khác nhau. Đấy, hôm nay thì có ba thương hiệu khác nhau và ba cái con này thì là ba cái âm sắc cũng hoàn toàn khác nhau luôn anh em ạ. Đấy, rồi sẽ đi luôn vào cái con chính ngày hôm nay luôn anh em nhá. Em sẽ báo giá luôn chi tiết luôn cho anh em và sẽ test luôn cho anh em. Thì trước khi test thì em sẽ lướt qua một vòng đã anh em nhé, lướt qua một vòng đã. Thì đầu tiên cái con mà hôm nay muốn gửi đến anh em và bác đầu tiên là mẫu chép tới từ Dali Đan Mạch anh em ạ. Đó, mẫu chép Dali công suất lên tới 120W và con này anh em có thể thấy rất là đặc biệt hơn những dòng thông thường, là con này là một dòng từ neo anh em nhé, một dòng chép từ neo. Đấy, là nó không có củ từ như những dòng mà nhìn này. Đây này, em sẽ cầm này cho anh em nhìn này. Những cái dòng chép từ thường thì nó sẽ có củ năm châm như này. Đấy, còn từ neo thì nó sẽ nhỏ nhỏ này thôi anh em ạ. Nó chỉ nhỏ này thôi. Và đặc biệt hơn là cái độ nhạy của nó sẽ cao hơn dòng chép từ thường. Và ngoài ra thì anh em thấy cái trở kháng của này có thể đánh được từ giải vừa 4 cho đến 8 ohm luôn. Cái là 4 ohm nó đánh được và 8 ohm nó đánh được. Và đây là một dòng chép tới Dali của Đan Mạch anh em nhé. Đấy, và có một đây sản phẩm là K35. Đấy, K35. Và con này thì em đã lên sẵn phân tần chân sắt và ba chế độ cho nó rồi. Đấy, đây là cái ba chế độ này chúng ta có thể tắt để bật này, nghe thấy không? Đấy, tắt này, tắt thì ở giữa này, to này. Đó. Đó. Thì đấy là cái chất âm đơn giản của nó. Thì thường là con chép học kèn này thì để gần như này thì nó rất nghe rất là gắt, nhưng mà anh em để xa, anh em để tầm này này thì nghe rất là ok. Cái mẫu này thì em có hai loại anh em nhé. Mẫu này thì em có hai loại. Loại mặt vuông như này và loại mặt tròn như này. Đây là loại mặt tròn đây anh em ạ. Đấy. Để mà nói thì chất âm của nó như nhau thôi, chẳng qua hình thức của nó khác nhau. Nếu mà anh em bác thích mặt tròn thì em cũng có mặt tròn. Anh em thích mặt vuông nó có mặt vuông. Và đây cũng là một dòng chép cũng khá là cao trong cái phân khúc ở tại cửa hàng nhà em. Con này thì có mức giá là 1.450.000 đồng cho một đôi. Đầy đủ phân tần anh em nhé. Đầy đủ phân tần như này là chưa có ba chế độ là 1.450.000 đồng. Còn anh em và bác nào thích lắp thêm ba chế độ như này thì sẽ có mức giá là 1.500.000. Đấy là anh em thêm cho em 50 đấy ạ. Đấy, gọi là công bên em gọi là DJ để đi ba chế độ cho anh em bác. Rồi mời anh em bác nghe chất âm. Đấy. Con này thì đánh rất là nảy, tơi nhuyễn. Đó, tí tách tơ nhuyễn đúng không ạ? Đó, rồi sẽ chuyển cho anh em bác sang luôn một mẫu nữa tới từ hãng JBL, xem nó như thế nào nhá. JBL này thì là một hãng tới từ Mỹ thì anh em nào cũng biết rồi. Nó tương tự với cả Bose. Đấy, JBL thì nó cũng tương tự với Bose, một hai hãng rất là nổi tiếng mà rất nhiều anh em bác đang chơi rồi. Thì đây là con JBL vừa ngay vừa nãy em có lên sóng cho anh em và bác. Đây là một dòng từ thường nhưng mà công suất của nó lại cực kỳ lớn, lên tới 150W. Đây. Và con này cũng là một con bên em bán chạy nhất. Vì tại sao? Vì con này chuyên hát karaoke anh em ạ. Con này em hát thoải mái anh em nhé. JBL ST9645 công suất lên tới 150W. Đây, JBL này. Đấy, trở kháng 8 ohm. Và con này cũng đã được bên em lắp hoàn thiện 3 chế độ này anh em này. Đấy. Con này thì chưa lắp ba chế độ này thì sẽ có mức giá là 900.000 đồng anh em và bác nhé, 900.000 đồng một đôi. Và anh em và bác nào lắp ba chế độ thì thêm cho em 50 nữa thôi. Đấy. Đây. Đấy, em sẽ đấu dây vào luôn để test cho anh em con này. Đó là xin phép anh em và các bác là em sẽ được đấu trực tiếp vào âm ly như này để cho nó tiện. Em sẽ đấu hai loa vào cùng một cực của âm ly luôn. Đấy, kể cả về nhà thì anh em cũng thể đấu như thế luôn, anh em đấu thẳng trực tiếp âm ly hoặc là anh em đấu gián tiếp qua loa cây cũng được. Đấy, thật ra thì cách nào cũng được,
vì thực chất là con này nó đánh đã đánh độc lập rồi anh em ạ, đánh độc lập rồi, một mình nó là một phân tần đấy, nó đánh trực tiếp độc lập luôn đấy. Chế độ nhỏ này anh em này, chế độ to này, con này phóng cực kỳ xa anh em ạ, đầu đạn tên lửa mặt titan rất là đẹp đúng không ạ. Test cho anh em một đoạn nhỉ. Con này thì nghe nó nảy, nảy nó leng keng, rất phù hợp và các bác để cho anh em mà phối vào những cái con bát tầm bát 30, bát 40 anh em phối được con này, vì cái tiếng của nó sáng hơn hẳn. Thì một lời khuyên cho anh em bác, thì anh em bác nào mà muốn lấy cái chế độ ba chế độ này anh em này thì rất là tiện lợi anh em nhé. Nếu mà anh em mà hát, anh em có thể để chế độ nhỏ hơn để nó không bị gắt đấy, đây chế độ nhỏ hơn, và hoặc là anh em và bác nghe nhạc đi, anh em muốn nghe nhiều chép đi, anh em sẽ bật chế độ nhiều chép nghe nó nảy hơn. Và anh em và các bác nào muốn không muốn nghe chép, những bài nhạc không muốn nghe chép thì anh em có thể tắt đi thì nó tiện lợi đúng không ạ, mà nó sẽ bảo vệ được con chép của anh em nó tốt hơn đấy. Thì một cặp đầy đủ phân tần và chân sắt ba chế độ này thì sẽ có mức giá là 950.000 đồng anh em nhé. Còn không lắp ba chế độ thì có mức giá là 900 thôi anh em ạ. Đấy. Rồi, tiếp theo một mẫu nữa tới từ hãng Pioneer. Đấy, vừa xong là Dali của Đan Mạch rồi này, JBL của Mỹ rồi này, bây giờ thì là một con tới từ Pioneer. Con này thì đã quá quen thuộc với anh em rồi. Đúng không ạ? Rồi em sẽ để gọn vào đây nhá. Em sẽ để ở ra giữa. Ok, con này thì cũng tương tự như vậy, em cũng vẫn đấu thẳng trực tiếp vào âm ly luôn anh em ạ. Đấy, xin phép anh em để cái này thì nó hơi bị xấu một chút, nhưng mà được cái là nó tiện anh em ạ, nó quay lên cho anh em và các bác xem thì nó cũng nhanh hơn, nó không bị mất thời gian của anh em. Rồi, trước mắt anh em và các bác đây thì cũng là một dòng mà ba chế độ, nhưng mà là dòng của Pioneer. Đây. Đây anh em, quay cho anh em một vòng. Con này thì cũng đã được bên em lắp ba chế độ sẵn rồi anh em ạ. Đây. Pioneer Super Check Full K. Con này thì công suất thì không bằng được con kia rồi. Con JBL của nó kia là 150W, còn con này của nó có 100W thôi. Nhưng mà anh em và bác cũng có thể phối vào những cái bộ dàn nhỏ hơn tầm bát 25, bát 30 côn nhỏ. Đấy, thì nó có thể đánh được. Con này cũng leng keng tí tách, công suất nó không bằng được thôi. Đấy. Đấy anh em này. Rồi. Đầu tiên đánh giá về cái vẻ bề ngoài này anh em này. Anh em thấy cái mặt con này cực kỳ đẹp. Mặt nó là mặt titan nguyên khối luôn anh em nhé, tất cả đều là kim loại luôn, nên là kể cả chẳng may mà con nhỏ hay là cháu nhỏ của gia đình nhà mình mà nó chẳng may nó làm rơi hay là nó làm gì thì cũng không vấn đề gì cả. Đây là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là con này thì em đã đi lên sẵn phân tần và chân sắt của con này. Công suất của con này thì có là 100 anh em nhé. Đây em sẽ quay kỹ cho anh em mình công suất này. Trở kháng 8 ohm và model sản phẩm là P8804. Đấy, độ nhạy là 91 này anh em này. Đây, độ nhạy ở dưới này. Đấy. Tất cả thông số thì hàng chính hãng thì lúc nào người ta cũng sẽ in chìm bằng sau củ loa luôn. Đấy, chứ không phải dán giấy, hay là nhiều anh em cứ mua những cái loa ở trên mạng đấy ạ. Anh em cứ thấy người ta dán giấy, dán dùng vào thì nó tất cả điểm nói thì đây, anh em nhìn mặt hàng nó khác đúng không ạ? Nó khác hoàn toàn so với những dòng thông thường. Đấy. Cặp này thì có mức giá là 800.000 đồng khi anh em mà bác lắp đầy đủ phân tần và ba chế độ như này. Đấy, chế độ nhỏ anh em này. Không, xong rồi em sẽ nói xong rồi em sẽ test chi tiết luôn cho anh em. Đấy, rất là đẹp, quay cho nhiều vòng. Đấy, anh em cũng có thể mua về để anh em và các bác thay thế vào loa thùng cũng được. Đấy nhá, anh em và các bác nào quan tâm đến củ loa rời thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với em. Và hôm nay thì em quay lên toàn combo cho anh em thôi. Đấy, còn một đôi chưa có lắp ba chế độ thì nó sẽ như này anh em ạ. Đấy, chưa lắp ba chế độ sẽ như này. Thì sẽ có mức giá là 750.000 đồng miễn phí vận chuyển cho anh em và bác. Đấy, con này là 750 này, còn con này là 800. Đấy, con này là đã có một bác khách bác đặt rồi, là em tiện thể em quay lên cho anh em luôn. Đây, test luôn cho anh em nhé. Con này cũng tí tách, cũng nảy. Để mà bật nhạc rumba lên để nghe anh em không khác gì con kia, nhưng mà công suất nó không bằng thôi anh em ạ. Em thử chuyển một bài rumba nhưng nghe con này khác hẳn luôn. Anh nghe khác hẳn đúng không ạ?
Em vừa chuyển bài một bài rumba để anh em nghe độ nảy tí tách của con Pentathon 4 này. Con này thì cũng tương tự như vậy, anh em cũng có thể tắt trực tiếp ở cái công tắc luôn. Đấy, rất là tiện lợi, chế độ nhỏ này anh em này. Đấy, chế độ to này. Đấy, chế độ tắt này. Rồi ok, anh em bác nào quan tâm đến ba cái mẫu loa chép này, mẫu Dali K35 có mức giá là 1.450.000 đồng. Khi anh em và các bác chưa lắp ba chế độ, anh em lắp ba chế độ cả phân tần đầy đủ thì sẽ có mức giá là 1.500.000 anh em nhé. Con JBL kia thì đầy đủ phân tần và chân sắt và ba chế độ chỉ có mức giá là 950.000. Còn không lắp ba chế độ lại vẫn lấy phân tần thì có mức giá là 900. Còn con Pioneer P884 này thì sẽ có mức giá là 750.000 khi anh em bác không lắp ba chế độ. Đấy, còn lắp ba chế độ như này thì sẽ có mức giá là 800.000 đồng. Đấy, nó chỉ thêm tầm 50.000 đồng thôi anh em ạ. Đấy, anh em bác nào quan tâm đến ba cái mẫu loa chép này thì cứ liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio qua số điện thoại ở ngay trên màn hình ạ. Đấy, cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Anh em bác nào có thể muốn lắp thêm vào những cái vỏ để anh em trang trí nó đẹp hơn thì em cũng có thể liên hệ trực tiếp. Cái vỏ như này thì nó tầm hơn 1.000.000 đồng anh em nhé, tầm hơn 1.000.000 đồng một cặp vỏ như này là lắp loa này vào luôn cũng được anh em ạ. Đấy, có ba chế độ luôn, em có đầy đủ, em có đã có video làm mà cái ba chế độ của những con loa chép này rồi. Đấy, rồi cảm ơn tất cả anh em và bác, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và bác trong các video tiếp theo.